Diệp Trinh nổi tiếng với khán giả ở thập niên 90 với phim Người Đẹp Tây Đâu được phát sóng trên. Bắt đầu từ đây, sự nghiệp của Diệp Trinh lên như diều gặp gió. Cô biến thành gương được ưu ái trong mắt các đạo diễn lúc bấy giờ. Sau đó, Người Đẹp dướng vào chuyện riêng tư với những trắc trở mà chỉ người trong cuộc thế hệ thấu hiểu. Sau những sóng gió trong đường tình duyên, giờ đây, cô lựa chọn sống yên bình. Cách đây ít ngày, bất ngờ Diệp Trinh tuyên bố chuyện sẽ sống đơn độc suốt đời. Cô nói, tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở ghét và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời. Nguyên nhân cho tuyên bố này đã được Diệp Trinh tiết lộ, chủ nhật vừa qua, tôi có theo một người chị đi nghe sư thầy giảng. Thầy gặp tôi tự nhiên nói, con đi tôi làm đi cô đi. Thật sự không biết thầy đùa hay thật nhưng tự nhiên lòng tôi nghĩ đến thật nhiều. Nếu đủ duyên là phước báo lớn của tôi. Trước mắt chưa đủ duyên lành thì tôi sẽ rong ruổi theo các chị em đi làm ăn vừa đủ sống, đi chùa và làm công tác làng mạc hội. Thấy đủ là đủ. Hiện tại, ngoài những công việc riêng, Diệp Trinh còn nuôi con một mình và cố gắng làm những điều tốt nhất cho con. Được biết, 9 năm qua Diệp Trinh nuôi con một mình. Chị giấu bí mật hình ảnh về đàn ông vì muốn con sống và học tập như bao đứa trẻ bình kém cỏi khác, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ. Dù chọn sống một mình nuôi con nhưng Diệp Trinh không cảm thấy vất vả mà thậm chí con ngày càng đẹp hơn so với thời hoàng kim ở thập niên 90. Sau những sóng gió, Diệp Trinh chọn cách sống không sân si để tìm được bình yên. Bất cứ chuyện gì xảy ra, Diệp Trinh muốn an nhiên để ứng xử hơn là suy nghĩ nặng nề về sự việc đó. Hiện tại, Diệp Trinh siêng năng đi diễn và dành thời gian cho những việc thiện. Cô đến rất nhiều vùng đất và bằng lòng với những gì phiên bản thân đang có. Mới đây, cô tuyên bố sẽ sống đơn độc đến suốt cuộc đời. Và Người Đẹp sinh năm 1972 tuyên bố đó không phải là chuyện đùa giỡn.